nay thì mình bán từ mấy giờ tới mấy giờ cô? 7 giờ rưỡi bán tới 1 giờ. Dạ, 1 giờ sáng luôn hả cô? À. Wow. Đây, xôi nè, xôi nè. Mua thêm gói nữa không? Mua thêm gói đi. Dạ, chị... Lấy đậu xanh đó. Dạ, cũng được. Lấy không bánh đậu xanh. Dạ. Mấy cái? Mấy cái? Da lợn. Bánh da lợn. Cái này là khoai mì. Bánh khoai mì. Ờ, à, này là cà vé. Cái đậu xanh với lại cái này ha. Cái đó là gì? Củ năng á, củ năng á. Cũng được. Lấy con một cái bánh đậu xanh với lại hả? Củ năng. Ủa cô, tại sao mình gọi là ca vé vậy cô? Con cũng thắc mắc, con ăn mà con cũng không biết chứ. Trứng á, làm trứng là ca vé thôi. Vậy là mình có trứng không á cô? À. Chỉ là trứng đánh ra thôi. À. Wow. Thử luôn. Đây. Thì xin chào cô chú, anh chị và các bạn. À, mình đây cái chị hối của chú đó. Ngày hôm nay thì tụi em đến đây để ăn xôi cà vé. Thì ở đây là ngay cái thường á, em hay nghe người ta gọi là cái xôi ca vé khu mai táng. Là bởi vì thực ra cái này là nằm ở trên đường Trần Phú với lại đường Nguyễn Tri Phương. Thì cái khu vực bên kia của đường Trần Phú là cái khu mai táng, nhưng mà nói chung là mình ở cái khu vực này thì nó ngay cái góc ngã tư đường nó cũng sáng sủa rồi. Đường Trần Phú hả? Số mấy vậy? Số mấy Trần Phú? Đường góc đường Trần Phú. Dạ, 151 Trần Phú. 451 Trần Phú, quận 5. 451. Đây, chị này chắc mình ăn ở này trước đi ha. Cái này là rau câu á. Rau bánh câu, đậu xanh. Bánh đậu xanh. Cái này là cái này bánh đậu xanh nè. Đây là rau câu củ năng. Okay. Thường bánh đậu xanh hồi xưa em nghe người ta hay gọi một cái tên nữa. Đó là tên Phù Dung. Phù Dung hả? À. Phải không? Hồi xưa ở dưới quê hay gọi là gì? Đây. Rất là thơm. Ăn cái ta. Ăn này trước đi để củ năng lát mình tráng miệng ha. Đây, cái bánh đậu xanh rất là chắc tay. Cái này đậu xanh nhà. Rất là thơm, thơm mùi đậu xanh cực kỳ luôn. Cắn miếng không? Chờ cắn thử miếng nè. Ăn trước ơi, ăn trước đi. Chắc tay ha, không rớt luôn rồi. Ừ, người chắc tay. Mà cái bánh nó vừa ăn lắm chứ nó không có quá ngọt đâu. Ngon dữ lắm. Mà đặc biệt á. Bệnh vậy? Cái này đậu xanh nhà hấp á. Rồi mình ép vô khuôn hả? Đúng rồi. Mà đặc biệt là với những cái bánh đậu xanh này, nếu mà ngọt quá thì mình ăn mình sẽ bị, mình bị như thế nào ta? Bắt cổ. Chứ là dễ bị ngán. Với lại khi mà mình ăn á là nó dễ bị dính lưỡi á. Tuy nhiên cái này là hoàn toàn không thể dính lưỡi. Ăn vô là tan ngay trong miệng luôn. Thơm, rất là thơm. Cục này như là 5 ngàn. Cục này 5 ngàn. Cái chỗ của người Hoa cho nên là cô chú đều nói được tiếng Hoa với tiếng Việt luôn. Có nhiều người tới đây họ mua bánh á cũng nói tiếng Hoa thôi, mà tụi em không hiểu nói gì. Không, nói chung cái này là tụi em không biết, là tụi em nó không biết thiệt chứ không phải là làm màu gì đâu. À, nó còn ngon không? Cái này đó mình đã ăn sao đây. Đây là cái món món chính thôi, thì cũng là món đặc biệt nhất. Gói bằng lá chuối ha. Gói bằng lá chuối mà bây giờ những cái xôi gói bằng lá chuối là hiếm. Đây, ở đây mình ăn với một cái dụng cụ rất là khó tìm, rất là mắc tiền. Đó chính là ăn với cái tâm. Ủa, ăn cái tâm sao ăn? Ăn với cái tâm. Có muỗng hả cô? Có muỗng kìa. Mà thường ăn tâm sao ăn tâm không? Chưa muỗng hay là muỗng ở đây cô cho mượn rồi đó. À, cô cho mượn cái tâm á. Ăn tâm ăn sao ăn cho ăn coi coi. Sao dính? Đây nè, làm cho coi.
ở trên là lớp trứng á. Ở trên đúng rồi, cá vé trứng mà đánh ra thấy nó rất là mịn luôn. Nãy thấy cô á rất là mịn luôn. Bình thường hồi xưa ăn, hồi trước đây ăn thường xuyên á, cho nên là mình ăn có kỹ năng, bây giờ ít rồi. Ôi mất ngủ đi cho nó nhanh bà. Cười bóc đây sao cà vé từ từ. Lớp mình một lớp màu vàng nhạt ở trên ha, ở dưới là lớp xôi. Đứng ở đây mà em còn thấy thơm nữa. Đây bây giờ mình ăn kèm xôi với lại trứng luôn nè. Rất là thơm. Thơm nhưng mà không có tanh nha. Thơm. Không biết nói làm sao giờ. Ngon quá. Lâu lắm rồi tụi em mới ghé đây ăn lại. Vì bình thường ở đây cô chú bán từ 7 giờ tối. Bán 7 giờ tối trở đi thôi. Chứ buổi sáng 7 giờ rưỡi 7 giờ rưỡi. Chứ buổi sáng là cô chú không có bán. 7 giờ rưỡi tối tới 1 giờ sáng. Nó cũng sáng đó. 1 giờ sáng à, xong rồi bây giờ. Đây để nói cho nghe. Cái xôi á, cái hộp nếp của mình rất là dẻo. Rất là mềm. Đó. Rồi cái lớp trứng á thì mình cũng rất là vừa ăn, mà nó ngọt vừa chứ nó không có gắt, mà rất là thơm. Mà khi mà ăn vô nó nếu như mà bình thường mình ăn mà xôi mà đậu xanh á, của người Việt mình hay làm có nhiều chỗ á, thì họ làm ngọt lắm, rồi họ lại bỏ thêm giống như thường là gì đó, có thêm đường ha. Thì nói chung là ngọt lắm, mình ăn thì mình không quen á, mình khó ăn. Nhưng mà ở đây là cái trứng thôi nè, đơn giản vậy thôi nè, đơn giản lá chuối thôi. Xôi cà vé rồi hết. Mà mình cũng thắc mắc là tại sao gọi là cà vé mà không phải là xôi trứng nhỉ. Cái tên này là cái tên của người Hoa người ta gọi. Thích nhỉ, ngon quá. Ăn thử miếng cho ăn chứ ăn con. Đây đây, bây giờ em sẽ quay cho Beo nó ăn thử. Đây là cái đường ngoài của mình đây ạ. Đường Nguyễn Tri Phương với lại đường Trần Phú bây giờ. Ở bên kia là quán Starbucks cà phê nha. Nói chung là khi mà lên Sài Gòn đi học thì em mới được thử cái món này. Mà cái món này là cũng do là chị Trinh chỉ giới thiệu. Chứ thật sự ra em cũng không biết cái mấy cái món này đâu. Mình cũng không biết tại sao nó gọi là cá vé mà tới giờ em không biết tại sao mà là cá vé. Thường cái tên họ vậy thôi. Ồ, như em thấy một cái điểm ở đây rất là đặc biệt, đó chính là các bạn áo vàng ở đó. Thì các bạn đó là vừa đưa cho cái ông chú mà bán vé số này là một phần cơm hay là một phần đồ ăn gì đó. Thì cái này buổi tối là do các bạn sinh viên hoặc là một cái hội của mình á, đây là nguyên một cái hội luôn á, áo vàng biệt đội giải cứu đồ ăn. Thì bây giờ làm nói chung là ở Việt Nam của mình á, thì nếu như theo nhiều người nói là nó không có được tốt á, nhưng mà tuy nhiên là bên cạnh đó là giới trẻ của tụi em hiện nay là vẫn đang rất là cố gắng để góp phần giúp cho Sài Gòn hay là nước ta thì ngày càng là phát triển hơn, tốt đẹp hơn. Sao đã quá mà sao mặt nhăn nhăn kỳ vậy? Em biết sao mà cái này cái vé nha, nó ngọt vừa thơm, mà cô nói là làm bằng trứng nhưng mà nó không tanh, cực kỳ béo luôn, rất là béo vừa thôi, nhưng nó không phải là béo gắt quá, không, nó ăn với xôi, cái xôi lớp xôi dưới. Mà xôi sao, xôi sao, xôi nó dẻo, xôi rất là thơm, thoang thoảng mùi lá dứa, thoang thoảng ra nha, chứ nó không có đậm mùi lá dứa lắm. Đây, trong lúc Beo ăn thì để em nói tiếp là cái biệt đội giải cứu lúc nãy. Thì bây giờ là các bạn trẻ là thành lập ra một cái hội để mà mình đi mình phân phát những cái đồ ăn á cho những cái cô chú hoặc là anh chị mình buổi tối mà hay đi bán vé số nè, hoặc là những cô chú anh chị mà bị khuyết tật á, thì cái đó rất là hay, một cái hành động rất là ý nghĩa. Cô ơi, sao cô làm được cái lớp cho ghé trên con quá vậy cô? Vừa phải mà nó bé bé mà nó tăng người trứng rồi cô. Cái này cái bí quyết của cô. Bí quyết rồi cô. Mà gói bằng lá chuối nha. Gói bằng lá chuối.
À vậy là người nhà làm. Đây, cô chị bán thôi. Rất là ngon. Cầm quay điên hồi tới cho mình nữa. Ngon ha. À, ở đây là không có sử dụng thun hay là gì mà để quấn lá chuối đâu nha, mình sử dụng cái tăm để quấn lá chuối. Đây, như là con mượn cái bịch này cái nha cô. Cô đây, sử dụng tăm. Sử dụng tăm để quấn lá chuối và tăm là mình ăn luôn á. Sử dụng tăm để ăn luôn á. Tuy nhiên là nó rất đẹp ha. Cái trình độ cái kỹ thuật của em ăn á nó giỏi quá cho nên không có ăn bằng tăm được. Rất là ngon. Đây, đẹp. Bây giờ em sẽ ăn cái cục mà củ năng. Thạch củ năng để tráng miệng. Sô ca giá từ từ lát ăn tiếp. Đây. Đổ khuôn á ta. Tuy nhiên đổ khuôn với đá. Ăn đi. Ở đây bán như là đồng giá cho 5.000 cục. Chỉ có sôi ca giá là 15.000 thôi. Đồng giá, có như là đồng giá. Kì ngon đúng không? Cá mấy miếng, ăn hết nguyên cục đi. Thôi, ăn hết đâu, cho miếng hết. Đây, bèo năng không hết là em mừng lắm, em sẽ ăn phần còn lại. Ở đây, những cái món ở đây đó, nó không có quá ngọt. Vừa thôi chứ nó không có quá ngọt. Cho nên những người mà sợ ngọt, sợ béo phì, không phải đâu. Rất là ngon. Ngoài ra ở đây có thạch trứng nữa. Thạch trứng này là mình cũng đổ ra câu bình thường nhưng mà ở trong là nó có trứng đánh lên, đổ vô. Ở cái chỗ vô trứng này bán là mình bán rất là lâu rồi, rất là lâu đời, và đặc biệt là thường bây giờ nào bé quay xung quanh một cái cảnh buổi tối là mình đứng đợi. Bây giờ là 9 giờ rồi đó. 10 giờ rồi. Chỉ 10 giờ rồi, bây giờ là 10 giờ. 10 giờ tối. Mà bán tới 1 giờ sáng nó vẫn đông. Nói chung là bán gì là hết thôi. Đây, ở ngoài xe dựng nè. Thấy không? Cô chú anh chị có thấy không? Bên đây là cái cô này là bán bánh bao với là bánh trứng rất là ngon. Nói chung là hẹn lần sau sẽ có clip bánh trứng. Vậy ta bây giờ mình quay trước cái đôi đi nha. Thôi, quay xa xa thôi. Đó. Nói chung là bánh bao là bánh trứng. Cái bên bánh trứng này là bánh trứng dạng bánh trứng Hồng Kông á. Thì tụi em có phim Hồng Kông mà mê lắm. Mê TVB cho nên là thích bánh trứng Hồng Kông. Ở đây thì kế bên là buổi sáng có cái bánh mì bé tới giờ tối luôn á. Hôm nào chắc là mình sẽ ghé ăn thử nha. Cũng mì Hoành Thánh, mì của người Hoa luôn. Và bây giờ là tụi em xin cảm ơn cô chú anh chị đã xem cái video ngày hôm nay của tụi em về cái món xôi ca vé ở cái khu Mai Táng. Khu Mai Táng là gọi ngày xưa thôi, mà bây giờ là cô chú là đã bán ở cái khúc ngoài này rồi, đầu đường Trần Phú 451 Trần Phú, cho nên là nó cũng ok hơn. Đó. Bây giờ tụi em ăn tiếp đây để còn đi về nhà chứ không là 10 giờ tối rồi. Rồi dạo này mà ăn tối riết rồi chắc phải giảm cân. Ăn xong rồi trả cái muỗng cho cô kìa. Ăn xong trả cái muỗng cho cô chứ không quên là sắp về luôn. Lẹ. Cô chú anh chị đừng quên là hãy đăng ký cái kênh của em để nhận được video mới mỗi ngày nhé. Và đặc biệt là nếu mà cô chú anh chị thấy thích của em á, thì có thể là hãy chia sẻ cái kênh YouTube Lâm Gia Trinh của tụi em để cho nhiều bà con có thể khi mà họ nhớ quê hương á thì họ có thể là xem cái những cái hình ảnh hàng ngày tụi em chia sẻ để mà có thể đỡ nhớ bớt một phần quê hương. Để rồi thôi, tụi em xin cảm ơn và hẹn gặp lại. Cô gói rất là hay nha. Cô tớp tớp hai đầu là cô gói xong một bịch. Nguyên. Dạ.